Chào quý anh em nha, hôm nay đặt lên cho anh em cặp gương Lim Thái nha anh em. Hàng theo xe. Cặp này rất là đẹp luôn. Đây này, cặp này là cực kỳ keng nha. Đó. Mặt gương rất là đẹp anh em ha. Gương rất là đẹp luôn, khỏi bàn nha. Thấy không? Gương cực kỳ đẹp luôn. Đây mình quay bằng điện thoại cho nhanh nha. Đây máy ảnh đây này, quay bằng điện thoại cho nhanh. Đó. Gương này đúng theo xe nha anh em. Theo xe thì anh em dễ nhìn lắm. Thứ nhất là cái ngấn này này sâu này, thứ hai là ở trong này nó có một cái ngấn ở trong nữa này, đây này. Thấy không? Nè. Nó biết ngay nha. Và nhìn là cũng biết à, mặt lưng nó đẹp lắm, chưa thằng nét luôn đấy. Về nhá, mặt gương cực kỳ đẹp luôn nha anh em, sáng bóng đẹp. Thì cặp gương này anh em đặt bán cho anh em mức giá 850 nha, giá cũng hợp lý hữu nghị cho anh em. Anh em cần thì anh em mua về chơi, giá ok nha, giá êm ái nha. Chứ cặp này bây giờ ta bán triệu mấy, 2 triệu không anh em, mình bán giá thơm lừng cho anh em luôn, cho nên là anh em nhanh tay chốt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha. Đó, cặp này thì cũng không có gì để nói thiệu giới thiệu nhiều, chân zin bao đẹp. Đó, giá này quá rẻ nha, bỏ suy nghĩ nha anh em.